So that maybe the inspiration also for the các bạn, hiện nay chúng ta đang có mặt tại hội sách lớn thứ nhất thế giới về sách thiếu nhi Bologna Book Fair 2019. Hội sách kéo dài 4 ngày và mặc dù là 4 ngày nhưng ngày nào cũng được mời đến dự. Nhưng hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn khu vực trang trí của quốc gia khách mời danh dự là thụy sĩ. Đây là 70s, 80s. Và hôm trước tôi có nói với các bạn tại sao lại như vậy thì nói luôn là ABC có nghĩa là ABC là cái dễ dàng nhất. Một chữ H. I wanted to know, did you work together like at the writing and the illustration? How did that? Ví dụ Việt Nam mình là đuôi VN, Ý là IT. Ví dụ như vậy thì đối với nước làm sách thiếu nhi năm nay là tiến sĩ là đuôi CS. Đây cũng là 26 bức tranh đẹp nhất của 26 tác giả được chọn cùng bức tranh từ April. Botany, Chalet, Luther South, Eswitz, Forest, có 26 chiếc cái và cũng là 26 bang của Thụy Sĩ, quốc gia rất tuyệt vời, quốc gia có dạy những Amber và quốc gia có Geneva, có Cung Mơn để bảo vệ bản quyền của sách của thế giới, một quốc gia có trụ sở thứ hai của Liên Hợp Quốc, quốc gia mà đấy có một chữ thập đỏ của thế giới. Một quốc gia mà có cái lá cờ cũng là hình chữ thập và quốc gia đang thúc đẩy cho sách và đọc rất là nhiều và ngay tại đây chúng ta cũng đang thấy cái cuộc trao đổi nói về sách và rất đông nhiều khán giả đang ghi chép và nói chuyện về sách cùng với tất cả các nước khác trong một chương trình trao đổi tuyệt vời như này. Để thấy được đi sang sử dụng xin cảm ơn và hẹn gặp lại.